Xin chào các anh chị, ở phần này chúng ta sẽ được hướng dẫn cách thay đổi ngôn ngữ của một cái hộp mail Yandex. Đầu tiên chúng ta sẽ đăng nhập vào mail Yandex. Sau khi đăng nhập thành công vào hộp mail Yandex, các anh chị chọn ở bên trên góc tay phải màn hình có hình cây kìm. Các anh chị chọn cái đầu tiên là thông tin, người dùng, chữ ký và hình ảnh. Ở phần này, ở phía bên dưới góc bên tay trái, các anh chị có phần ngôn ngữ. Thì ở đây sẽ có các ngôn ngữ mà chúng ta được chọn. Và nếu mà trường hợp không phải là tiếng Anh thì các anh chị có thể chọn trở về tiếng Anh, còn tiếng Việt thì hiện tại vẫn chưa hỗ trợ. Xin cảm ơn các anh chị.